chán quá. Này, kiếm trò gì chơi đi, tao chờ muốn về. Thôi, giờ này tối rồi, mình chơi la sùm ba má tao nghe bắt tao về rồi sao? Ôi, cái thằng này, mày mê tao mà mày không thông minh giống tao gì hết trơn hết trời á. Thì mình tìm cái trò nào mà nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, có ai nghe. Ê, nói vậy, mình chơi trò kể chuyện ma đi. Ồ. Được. Được đó. Em Trâm, mày có dám chơi không? Chơi thì chơi, có gì đâu mà không dám. Tao mà kể chuyện ma ra, tụi bay sợ té đái ngồi đây luôn á. Vậy đứa nào kể chuyện trước? Tao. Ừ. Tao Xuân Phong có câu chuyện hay nhất, nhưng mà tao nhường cho Thảo Thọc kể trước. Thôi thôi đi, nhường cho con Linh Láo đi, chứ không mà nó đánh tao bờm đầu cũng vậy à. Đúng là cái đồ nhát gan, bọn mày là đồ nhát gan. Để tao, tao kể trước cho mày nghe. Mày đừng có kể, tao sợ lắm. Cái gì cho mà thấy ghê vậy trời. Hồi đó giờ tao chưa bao giờ tao nghe luôn. Tao chưa kể luôn á. Đồ quỷ khùng điên, để cho nó kể đây. Con điên, kể đi, tao kể nhá. Có một hôm, ông anh tao vừa mới từ cơ quan đi làm về, đang đi trên đường, đi xe máy với tốc độ 20 km/h, đi chậm chậm. Bỗng nhiên anh ta chưa ghê nữa hả? Cái cao mày, anh ta gặp một thằng bé. Thằng bé cứ khóc. Nó khóc một mình trên cái con đường đấy luôn. Xong rồi anh ta mới dừng xe cái cục. Anh ta hỏi, tại sao con khóc? Rồi nó nói làm sao? Nó không khóc nữa. Nó ngẩng mặt lên, trợn trừng mắt nhìn anh ta. Con bị lạ. Rồi sao nữa? Anh ta mới bảo là, thế chú đưa con về nhá. Nó mỉm cười một điệu cười rất man rợ. Vâng. Nhanh đi, sắp ướt cái quần rồi nên cười hoài vậy. Chưa, sắp tới đoạn ghê rồi. Thế là đang đi trên đường, đi hoài thì thằng bé chỉ đường cho anh tao. Xong nó cứ đi lòng vòng từ đường này sang đường khác, lanh quanh cả cái Sài Gòn luôn. Thế anh tao mới cáu quá, anh tao mới quay xuống hỏi, thế tóm lại là nhà con ở đâu? Nó nói nhà nó ở đâu thì không còn thấy nó nữa. Thế là anh tao hết cáu luôn. Chuyện của mày kể không có gì đáng sợ hết. Nhưng mà sau đó thì anh mày sao? Anh tao bây giờ á, không bao giờ dám bắt nạt trẻ con luôn. Cho nên tao bắt nạt lại anh tao. Trời, ghê quá vậy. Mày đừng có kể nữa, tao không muốn nghe đâu. Cái câu chuyện này ghê nhất đời tao từng nghe luôn đó. Thôi đi Thảo Thọc, mày sợ vậy sao mày nghe được chuyện ma nữa? Mày muốn nghe chuyện ma tao kể không? Chuyện của tao kể còn ghê hơn chuyện con Linh kể luôn. Thấy ghê quá vậy. Nghe không? Mày kể đi. Nghe. Nghe nè. Mẹ tao kể ngày xưa, à không, mới đây thôi, ở gần nhà mẹ tao ở dưới quê á, có một bà đó, mà nhà của bà đó là kế ngay bên sông luôn. Một buổi tối nọ, trăng thanh, gió mát, không người, bà mới ra mép sông. Tụi bay biết bà làm cái gì không? Bà làm gì? Bà mò cua bắt ốc vào ban đêm. Xong rồi, bà đứng ở mép sông nha, bà chuẩn bị bước xuống sông rồi, thì tự nhiên ở ngay giữa lòng sông, từ từ nhô lên một cái đầu. Ghê quá, đen thui luôn. Xong rồi bà sợ quá, bà té xuống đất. Xong rồi bà mới lớp vô trong nhà. Sao bà đứng mép sông mà bà té xuống đất? Mép sông thôi thì ở đó vẫn còn có mảnh đất mà, hiểu chưa? Đó, tụi bay biết sao không? Sao? Lúc bà lết được vô trong nhà, cái người bà cát trong. Em mà khoan, sao
lên dưới đất mà dính cát. Cái người ở đất không? Ghê quá à. Ghê chưa? Trời ơi, cái người mặt đất không luôn. Ghê lắm. Đúng rồi, bởi vậy ghê lắm. Đúng rồi, ghê cái khúc mày. Biết khúc nào không? Khúc mày đi tắm á, trời ơi, kỳ sình đất á. Rác lắm, đau lắm, trời ơi, ghê quá. Mày không sợ à? Mày không nghe gì luôn. Trời đất ơi, cái chuyện mà mày kể với tao ghê quá trời quá đất luôn. Ghê hơn cái chuyện mà nãy con Linh nó kể nữa. Trời, mày giả tạo quá Thảo. Nên tao sợ thiệt luôn á. Mồ hôi tao chảy quá trời vậy luôn. Vậy nãy giờ tao kể cái gì? Thôi mình giấu nó vô trong tim đi hen. Tao nói cho tụi mày nghe nè. Mấy cái đứa mà nó sợ ma á nha, là nó rất là hay gặp ma. Nhát gan á nha, là coi chừng đó. Trân, hồi nãy giờ mày chưa kể á, kể tụi tao nghe đi. Trời. Kể phải hay nha, không thôi là mày biết rồi đó. Tao kể nè. Câu chuyện này là một câu chuyện đáng sợ, có thật của chính bản thân tao. Một hôm nọ, tao vô tình lượm được một cái chai cũ kỹ, rỉ sét ở một nơi hoang vắng. Khi mở nắp chai ra, tao vô tình phát hiện được một con quái vật ngàn năm. Quái vật mà nguyên cái người của nó xanh lè xanh lét. Ê, con quái vật bị sốt rét hả? Mày biết nó bị gì, nhưng mà cuối cùng tao cũng đã tìm được cách thu phục được con quái vật đó. Mày thu phục làm sao vậy? Thì tao đóng nắp chai lại rồi đem giao cho công an. Trời đất ơi, cái gì mà tào lao vậy Trân? Làm gì mà thu phục quái vật bằng cách đóng nắp chai rồi giao công an? Đúng rồi, cái chuyện mà quái vật mà đưa cho công an, quái vật đâu có sống trong pháp luật đâu, đúng không mày? Đúng rồi. Rồi tao biết luôn con Trân Châu đựng vàng. Mày đang rất là sợ rồi mày bịa chuyện ra cho tụi tao nghe đúng không? Cái con nhát gan. Đúng rồi đấy. Bởi vì ấy, nó đâu có câu chuyện nào đáng sợ để mà kể đâu. Nó gặp ma một phát là ngất xỉu luôn, đâu có thể kể cho người khác được. Lêu lêu nhát gan. Vô kè. Linh Láo, Thảo Thật, ta mới vừa xem được tập cuối của phim Lan Quyết phần 4 đó. Ủa, có tập cuối rồi hả? Sao mày coi hay quá vậy? Đạo đúng không? Tại vì ta đã đăng ký hội viên của kênh Ghiền Mì Gõ, cho nên ta đã được xem trước. Hãy trở thành hội viên của kênh Ghiền Mì Gõ cùng với Pinky để được xem trước những tập phim mới nhất nhé. Ở đây chỉ có con quái vật già nua xấu xí bị giam giữ ngàn năm thôi, chứ không có ông thần nào đây hết á. Sao tính kêu ta ra rồi bắt ta ra công an hay gì? Ủa, ông cũng nghe cả chuyện ma đó hả? Thần gia trai, tại vì tụi nó thách thức con mà, chứ còn có biết câu chuyện ma nào đâu, con kể lại thôi à. Hay là ông có biết câu chuyện ma nào không, ông kể cho con nghe đi, là con kể cho tụi nó. Đó tào lao rồi đó. Ta là thần chứ không phải là ma đâu mà biết chuyện ma. Chuyện thần ta còn biết ít. Vậy hay là ông cho con bảo bối nào mà có thể giúp con kể chuyện đùng rợn đáng sợ được không? Chứ tại vì tụi nó cứ nói con là nhát gan không à, không có thể làm ai sợ được hết á. Nói chuyện sao nghe lọt tai, ta còn suy nghĩ lại chứ còn nói chuyện kiểu này hả? Không. Ông Tư Trai à, ông có biết không, mặc dù á là con chỉ nghe ông kể chuyện về gia đình dòng họ ông thôi, con chưa bao giờ gặp những người anh em thần khác của ông. Con đã biết ông là ông thần đẹp trai nhất trong dòng họ, trẻ nhất trong dòng họ, đó là lý do ông đứng thứ tư, ông Tư Trai đúng không? Ta thích con nói sự thật vậy đó. Nói sự thật vậy á thì ta bớt giận rồi đó. Vậy ông có bảo bối nào giúp cho con không? Có chứ. Chờ chút xíu.
Thèn. Đây chính là son môi rùng rợn. Son môi rùng rợn? Đúng rồi. Con chỉ cần thoa cái son này lên trên môi của con, sau đó dù cho con có nói nhỏ hay là nói to thì mọi người nghe đều cảm thấy rất là rùng rợn và sợ hãi. Nghe chưa? Nói gì cũng rùng rợn hết hả? Đúng rồi. Ủa sao con hỏi ta mà cảm thấy nó rùng rợn quá vậy? Ông giả bộ đúng không? Giả bộ gì mới nói đáng sợ rồi đó. Thôi, ta nói con nè, mỗi lần sử dụng á chỉ có công dụng có 3 phút thôi, nên xài cẩn thận nha, đồ xịn đó. Ta đi đi, con nói chuyện nghe ghê quá, sợ quá. Ta đi vô đây. Vô đây, vô đây. Rồi tụi bay sẽ biết ai mới là lũ nhát gan. Lại có lửa rồi. Lại được sưởi ấm rồi. Ấm quá. Ê, bọn mày, con nhát gan quay trở lại rồi ha. Thôi đi mày ơi, tội nghiệp nó. Chắc nó ngủ không được á. Rồi ra đây nghe chuyện ma cho lấy kinh nghiệm á mà. Thôi ngồi đây đi. Chắc ngồi xuống đây. Tôi sẽ bảo vệ bạn. Sợ, không kể chuyện ma được thì ngồi nghe. Hello tất cả mọi bạn, ta đã quay trở lại nè. Ê tụi bay, sao nó chào tụi mình mà nhìn nó thấy ghê quá vậy? Tao nổi hết da gà luôn rồi nè mày. Tao nổi hết óc trâu rồi nè. Mà mày nhát gan, làm gì có gì mà sợ? Nhưng không sợ sao mà mày díu cái nách của tao dữ vậy? Nó nói ra díu. Tụi mày có muốn nghe tiếp một câu chuyện đáng sợ không? Tụi kể đây. Lúc nãy tao đi vào trong nhà, trên đường đi tao nhìn lên bầu trời và thấy tối thui. Một